Xin kính chào các bác trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay Văn Học xin giới thiệu với các bác cái mẫu mic không dây. Mic không dây đến từ thương hiệu QT Acoustic các bác nhé. Đây cái logo đây. QT to đùng đây. Ok. Đây. Cho mặt các bác đây là cái mic không dây, một bộ mic không dây của hãng là QT Acoustic. Mã là C300, hàng nhập khẩu chính hãng nha. Bây giờ em sẽ mở ra unbox ra cho các bác xem này. Mic này thuộc dạng là rẻ mà lại hay. Nó chất. Đấy, đã rẻ hay lại còn chất nữa nhá. Đấy, đóng gói của nhà máy rất là cầu kỳ này. Rất cầu kỳ như các loại mic bình thường. Đó. Ok. Quan trọng nhất là cái chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Sản phẩm đi theo là có nguồn này, một cục nguồn, hai cái chống nan, một dây mic này. Hai tay mic, bốn quả pin tặng theo để thử. Hai cái anten, một đầu thu. Đó. Đây là combo một bộ này này. Đây đi cục đầu thu đây. Đó, nó như này. Nguyên siêu luôn. Để sẽ bóc ra. Có tặng theo là tem phiếu của công ty để bảo hành với thông số kỹ thuật các bác tham khảo. Ok. Để em sẽ mở ra các bác nhé. Hàng này thì thuộc dạng là hàng nhập khẩu chính hãng nên là giá thôi em không kể nữa. Cơ bản là hàng chính hãng. Đây các bác thích check thì quét mã QR code này ra luôn vào hãng website của hãng luôn. Ok không ạ? Đây nha. Đây mặt trước của sản phẩm. QT Acoustic QT C300. Mặt trước là đầu thu này. Nhìn mặt phanh nhôm rất đẹp. Bên cạnh thì toàn nún điều hướng nút ấn. Rất là xịn. Ok. Bên cạnh này thì có thêm cái tai nữa. Đỗ này để bắt vào cái chốt anten nữa. Nhưng mà kiểu là anten chuyển tiếp. Mẫu này thì chưa nâng cấp. Chắc là sau mẫu nâng cấp ví dụ 600 hay là 1000 gì đó thì là sẽ có cái dây nó vòng từ đằng sau sang trước như cái loại UR12D ấy. Đấy, như cái mẫu UR12D của Asua ấy, thì còn nếu nó cao cấp hơn. Đây là mặt sau nhá. Mặt sau có tem bảo hành của công ty này. Cổng cắm nguồn, anten, kênh A, kênh B. Cửa đường ra là jack XNR Ut Ba Đăng và cửa jack 6 ly. Đấy. Máy thì nó chỉ có như này thôi. Chỉ như này thôi. Ok, con này sóng hơi bị xa các bác nhé. Sóng rất là khỏe luôn. Đấy, còn đây là cái đầu tay mic. Quên lại đầu. Đây là cái tay mic. Mình sẽ unbox trực tiếp ra cho các bác xem. Cho các bác trải nghiệm. Đấy, mặc dù là các bác không được sờ. Ok không ạ? Đây là cái tay mic này. QT C300. Rất là đẹp. Đẹp không còn gì để mà tả nữa. Em sẽ tháo cái đầu cũ ra. Đầu cũ đây. Ui dồi ôi. Các bác đã nhìn cái cổ mic nào mà nó chất lượng như này chưa? Đấy. Thế cơ mà. Cũng chưa gặp cái mic nào mà chất lượng như này. Đấy, ok. Tiếp theo là đến cái phần thân mic. Ây da, khó tháo thế nhỉ? Bây giờ em đang quay một mình nên là rất là khó tháo. Đấy. Cố gắng để tháo ra. À rồi, ok. Nhà máy họ vặn rất là chắc chắn luôn. Đây là cái phần tay mic nhá. Đấy. Vì màu tím Queen Spad. Tem bảo hành của công ty. Đây. Ok. Tương đối là xịn. Ok. Vậy là một cái mic nó rất là chất lượng. Và giá thì thôi em không kể đâu. Bởi vì cái giá của nó thì gọi là giá chung rồi. Và cái giá này thì bên em sẽ làm cố định. Cũng như là bao ship luôn cho các bác. Cụ thể là các bác gọi trực tiếp. Ok. Cụ thể giá là bao nhiêu thì các bác vui lòng gọi trực tiếp. Thì em sẽ báo giá tương đối chính xác cho các bác. Được không ạ? Đây nhá. Chụp mic này. Thân mic này. Đấy. Và cái phần đuôi này. Rất cầu kỳ, làm rất đẹp. Nói chung là nếu mà cái bộ này mà các bác hát gia đình ấy, thứ nhất là giá là đã không phải nghĩ rồi. Nó rẻ lắm. Giá bây giờ nó chỉ ngang ngang cái bộ Sure UR21 thôi. UGX21 thôi. Nhưng cái tiếng của nó hay hơn UGX rất nhiều. Hay hơn là thứ nhất và sóng khỏe hơn. Sóng ổn định hơn, tiếng
tiếng đã thôi, tiếng đã nói là hay hơn rồi. Đấy. Sóng ổn định hơn, sóng khỏe hơn là thứ hai nữa là nó chấp luôn. Đấy nhá. Có tặng theo pin này, chống lăn này, đầu thu dây này. Đấy. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm mic không dây này thì vô lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Hàng chất lượng thì em không quảng cáo nhiều. Đấy, bên em nói rồi. Và hàng này bên em bán là có bao ship cũng như bảo hành cho các bác là 2 năm theo tiêu chuẩn của quốc tế. À còn hơn của quốc tế cơ. Quốc tế có 1 năm thì bây giờ là bảo hành tận 2 năm cho các bác là còn gì để mà nghĩ không nhỉ. Ok. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm mic không dây này thì vô lòng liên hệ trực tiếp nhé để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong clip lần sau.